sửa mà sửa không được thì cũng hơi bị chán. Akita bonza, Akita soe saladu. Cho nên là đào là chủ trương để cho bạn ấy đào chuẩn luôn từ đầu luôn đi đến dễ hỏng rồi. Tudu frita nada. Tati bảo bác sĩ ơi, tất cả trứng rán nên ăn thôi. Ok, xin chào mọi người, mình Quyết Bonito đây. Hiện tại mình đã xuống chỗ cái đất mới của nhà Antonio mọi người. Mọi người nhìn phía sau mình đây là đường này, đường cái này. Đó, đây là đường cái nhá. Và ở phía trước này mọi người để ý thấy là đây mình sẽ quay cho mọi người xem. Đây, mọi người để ý là xe máy của mình đã đi được xuống phía dưới đất của nhà bạn ấy rồi mọi người ạ. Trước đi vào rất là rậm rạp. Đây, đi lên qua lên phía trên này. Chỗ này thì nó hơi dốc này. Đấy, là Antonio đã dọn cái chỗ này để cho mình có cái đường đi xe máy xuống. Gọi là mọi khi mà mình đến đây thì vợ chồng bạn ấy làm ở trên ấy, thì bắt đầu mình dựng xe máy ở ngoài đường rất là dễ, còn cái nịt. Thế cho nên Antonio đã chủ động làm một cái dọn cái chỗ này để cho xe xuống nó dễ hơn. Mà không những dọn ở kia mà bạn còn dọn đi tận vào đây này. Xe còn lao được tận vào trong kia kìa. Thế nhưng mà tí nữa không biết là xe của mình nó có lên được không cơ. Hôm nay thì hai vợ chồng bạn ấy đang làm ở đây. À, phải lấy cái đùm thịt đã mọi người ạ. Phải lấy cái đùm thịt cho vào đây đã. Còn để ở trên xe thì xe không rác được. Nhưng mà đùm thịt thì để đây không được. Hiện tại thì bây giờ vợ chồng bạn ấy chuyển xuống phía dưới gần gần đây để hai vợ chồng bạn ấy dọn trước để kiểm tra đấy khoảng không gian để kiểm tra xem có nước hay không. Bố nói tê. Ê, asende aki dumi aki. Nào. Tôi đang đào giếng đây này. Nó xây na đa quá. Chủ trương là Antonio sẽ đào thử cái chỗ này trước mọi người. Bạn sẽ đào thử ra để xem có nước không. Nếu mà có nước thì còn trồng cấy được mùa khô. Chứ còn nếu như mà trước vợ chồng bạn ấy cứ dọn ở trên kia thì nó cũng chưa có gọi là công dụng gì lắm trong khi dọn ở trên đấy. Maria Tabo. Oggi está bonita. Não está trabalhando. Hoje trabalha. Eu larga há pouco. É. Sim. Vai sair quase agora. Antônio estava cá cima. Vamos sair 15. Agora já 15. Sim. Não, Sena. Tem cansado? Começa de manhã. Cuando te ligué ayer a que a la hora solo que comenzó. No sentí nada húmedo. Nada. Así nada. Así que tipo que tierra da suva. Ya no tengo humedad. Así ya ya un metro. Sí, ya. Un bocado. Y precisa abrir más un poco. Hace un minuto. Ya, abrir más un poco. Ali Esanadu. No, anh bay xuống sổ. Abri du bay xuống sổ. Aki à. Aki ta un poco tonto. Đây là cái vị trí mà thấp nhất mọi người. Đây là vị trí thấp nhất của cái khu đất nhà bạn rồi. Mọi người nhìn lên trên phía trên kia toàn là dốc này. Tất cả bốn xung quanh. Gọi là ba phía thì cái phía này là phía dốc nhất này, thì tất cả nước ở nếu như mà có mạch nước hay là nước trời mưa thì nó dội từ trên kia dội xuống kìa, dội từ tất cả các hướng này dội xuống này. Đây là chỗ trũng nhất, nếu mà đào thì có nước thì sẽ là hy vọng có nước sớm nhất. Chúng ta xem ở trên bản đồ địa chính thì cái khu vực này cũng là khu vực có khả năng có nước nhiều nhất.
ali tá pedindo prego, ainda não tá bem fixo. Mas depois já vou arranjar bem. Hôm nay Antonio ở đây đào thì có đủ dụng cụ hết. Cái chép của Tony Phong làm này, cái cuốc chim này, dao quắm này, xẻng này, xẻng nhưng mà có vẻ cán thì hơi dài, cuốc đây. Tất cả bạn ấy chế làm rất là ngắn đây nhé. Tất cả những cái video đào giếng như nào thì khi mà về Việt Nam thì bạn xem rồi. Với lại là mình có mấy người em ở trong Bình Phước đào giếng các thứ thì mình cho Antonio xem video rồi. Bây giờ bạn ấy chỉ có việc thực hành thôi. Và bạn ấy cũng rất là hy vọng ở đây có nước, cho nên là đợt này bạn rất là sốt ruột. Hôm qua đi qua bên sông suối, qua hôm kia đi sang bên sông suối thì thấy ở bên đấy bơm nước sướng quá, có máy bơm sướng quá. Nên là cũng tích cực để đào luôn. Tono, spera a prima qui primero. Già, thank you for that. Certo primeiro, depois vai sair mais, você não conseguir fazer mais certo na cima, entende, né? Então, deixa eu já tirar essa tampa. Vou já endireitar. Endireitar primeiro. Đấy, bạn ấy phải nắm như thế này mọi người này. Phải nắm như thế này mới chuẩn. Bởi vì là bạn ấy đào càng xuống nó càng bị hẹp mà. Đây cũng là đào thăm dò thôi, thế nhưng mà đào thăm dò đến lúc nó ra nước mà muốn sửa mà sửa không được thì cũng hơi bị chán. Akita bonza, akita soe saladu. Cho nên là đào chủ trương để cho bạn ấy đào chuẩn luôn từ đầu luôn đi, đến lúc không ra nước thì lại ấy, thì lại mất công đi sửa thì buồn lắm. Thời gian này là thời gian chính thức bước vào mùa khô đấy mọi người ạ. Tức là sẽ không còn mưa nữa đâu. Trời nó sẽ chỉ còn có sương mù và phẩy phẩy. Nếu như mà có hiện tượng mưa thì chỉ phẩy phẩy vài hạt thôi. Nên là bên nhà Antonio là chính thức không còn có thể làm nông nghiệp được nữa. Và bây giờ chỉ có bước vào thu hoạch và dọn dẹp. Nếu như bạn ấy đào cái giếng này mà ra nước sớm thì sẽ cái khu đất này này là trồng trọt thoải mái được, làm vào mùa khô được. Antonio senti como quando usa essa? Muito bem. Muito bem. Muito bem, mais do que nunca. Também mais fácil do que de tempo cavar que cacimba antiga, né? Sim, muito. Muito mais fácil. Não, ferro não, confusão. Aquele ali, que está em casa. Ah, grande. Que estávamos fazer o quê? Manivela. Ah, sim, aquele ferro boa. Sim, para colar, que ele tem bom peso. Pica, ele entra mais bem ainda. Quando meter ferro é boa, com essa. Yeah. Para mais pisado. Thế là Antonio đang bảo là bạn ấy cũng đang muốn hàn cái làm cái cán dài bằng cái sắt đấy. Thế nhưng mà trước là do Tony Phong chế thì cũng chế bằng cái từ cái cán đấy mọi người. Tức là cái cán đấy, cái tuýp ống nó cũng bằng cái này này. Nó bằng cái vòng kính của nó bằng cái cán này này. Thế xong là Tony Phong cắt ra để làm được nhiều cái hơn để cho mọi người. Chứ còn nếu như mà nếu mà không cắt ra thì cái cán nó cũng khá là dài đấy. Sử dụng được, không phải hàn nữa. Tony Phong tava corta de aquele tubo. Não, em casa. Essa também é mesmo tubo. É o mesmo tubo. Mesmo tubo. Cortou e mandou a fia. Sim. Abriu e mandou a fia. Você não sabe? Você vê, não sabe? Não, eu já estou a ver mesmo, essa medida é com aquele. Maria không biết là Tony Phong cắt từ cái ống tuyếp đấy ra để làm cái chép này.
No fácil. De esa que directo, Antonio. Directo, baixa. Así, sí. Fazer só assim. Ok. Entro aqui assim. Deixar só direito assim, entendeu, né? Quando você ficar lá embaixo, também cava direito assim. Aqui nem cima já tá boa, só abrir aqui nem baixo só. Aqui baixo tá fechado, aqui já tá bom. Ficar lá embaixo fazer mais fácil, entendeu, né? Tudo direito. Tá quase 1,5 metros, é? 1,5. Já tenho 1,5. Já 1,5. Tá quase passar a tua cabeça. Eu tenho 1 instante. Uhum. Daí, Antônio, a cor aqui na Dao, né? De quanto? 1,5 metros, né, mano? Chắc là hôm nay bạn cũng chỉ đào tầm đến chỗ này thôi. Xong rồi hai vợ chồng bạn đi về. Maria chắc lúc nãy là cũng phát một ít cỏ ở đây nữa này. Bên này là phụ Antonio. Trời nó cũng nắng quá ở đây, nó không có bóng mát nên là các bạn làm nó cũng mệt. Với lại là nó rất là nhiều đậu mắt mèo ở đây nên các bạn ấy phát cỏ nó dính vào người, nó rất là ngứa vào cái tầm này. Khi mà nắng lên thì cái đậu mắt mèo nó khô, nó bay rất là nhiều cái lông ấy. Nó ngứa, các bạn ấy không chịu được. Now anh ta now abri mai a lì ya. Este tipo de cobra pode ser. Esta sai cobra de cabeça. Cobra tamia no. Cobra tamia. Đến cái đoạn ở dưới này thì các bạn hay gặp cái một cái chỗ đất nó rất thành tường, thành đất nó rất là yếu, mọi người nó bở ra. Khả năng này có con gì nó đào xuống dưới đấy. Đang trêu là con rắn đấy. Tipo a cobra de ontem, que ele viu. Boa tarde, Maxi. Xin chào, Maxi. Maxi, avô. Vai, Maxi. Maxi đến tiếp đạn cho bố mẹ. Đạn ở đây hôm nay chỉ có mỗi nước thôi. Hôm nay ở nhà không ai nấu cơm. Cậu em của các bạn ấy vẫn đang ở đây. Em tao agora volta já a toha. Já boa tarde. Aquela é fim. Mano, sim. Agora mesmo. Diga. Mano, não comeu. Mano. Đây, hôm nay Antonio đào cũng sâu được khoảng hơn 1,5 mét mọi người. Và bây giờ là các bạn cũng để đây, thế xong rồi đi về đã. Các bạn đã nghỉ rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau đi về xem Tông với Nelson làm ăn thế nào để xem mấy đứa trẻ con ra sao nhé. Aquele grupo vai vir lá mais. Antonio với Maria vừa kể cho mình là hôm qua các bạn ấy gặp đàn kiến trước đây, nó kiểu giống như kiểu đàn kiến nó ăn gà này các bạn ấy. Mùa này là mùa kiến đấy, nó ra nó đi kiếm ăn, nó hành quân theo từng đoàn. Đang kể chuyện Antonio bảo là kiểu gì chúng nó cũng quay lại. Maria bảo đừng có nói thế. Và bây giờ cái dốc này thì xe máy mình có lên được không ta? Bây giờ chúng tôi làm việc ở đây. Chúng tôi đã làm xong ở đây. Đã là làm xong ở đây. Chúng tôi không làm ở đây nữa. Chúng tôi đi về. Phan A tiếp tục, bây giờ chúng tôi đi về. Ok, bây giờ chúng tôi đi về. Đi về. Đi về. Yes. Về đây thì mấy đứa trẻ con đang dọn dẹp sân sướng đây này. Maxi thì cũng đã về trước rồi. Tony có quả chuối ngon thế. Tony, ki papa. Maxi thì lại đang phải mặc quần áo cho Quỳnh con. Quỳnh con chuyên gia cởi quần áo, không chịu mặc quần áo. Cứ anh chị mặc cho vào, bắt đầu lại cởi ra. Đây, bác sĩ xuống, bác sĩ lại bắt mặc vào. Mặc vào nhá.
Không đùa đâu đấy. Tông với Neo Sơn thì đang đi xách nước rồi mọi người ạ. Không biết là các bạn ấy xách được nhiều nước hay chưa. Ok. On tên. Oi gì? Demain nha. Ravi. Ainda. Ta mentira ne. Ta mentira. Mentira. Voti batte, va mu batte. Sanita mentira. Sanita mentira. Đấy. Cái bác sĩ xuống là trêu. Trêu là Tông hôm nay đi lên phố rồi bác sĩ ạ. Sinh Sani Mutuzuada. À đấy, nói ra là phát ra Sani là dạo này là hay bị khiển trách. Ôi ra ra aprende kể. Lê. Đi lê. Quỳnh aprende kể. Ta. Học cái gì hôm nay rồi? Da. Đây chúng ta đến đây thì cả Tông với Neo Sơn đang đi xách nước, nhưng mà ở đây các bạn đã trộn được khá là nhiều đất. Chắc là đây sẽ là lần trộn cuối cùng của các bạn để đủ gạch xây nha mọi người nhé. Chúng ta sẽ làm khoảng tầm 1.000 gạch gì đó. Các bạn ấy đang tiếp tục để múc nước vào đây nữa thì phải. Đây, chỗ gạch hôm trước các bạn ấy làm và bờ nó vẫn tiếp tục rơi và in dấu lên trên viên gạch đây này. Đó. Những cái quả bơ này mà thu gom vào là bán cũng có tiền đây này. Lên trên phố bán là được 50 quan một quả đây này. Nhờ những cái viên gạch này rơi, bơ rơi xuống nó không bị vỡ. Nếu như mà không có những cái này thì nó rơi xuống nền cứng là nó sẽ vỡ ra rồi đấy. Trời, mồ hôi mồ kê. Vâng, xin chào. Mấy đứa trẻ con ở nhà cửa sạch sẽ lắm mọi người ạ. Chịu khó quét dọn lắm. Ở trong nhà đây cũng sạch sẽ này. Nó sạch sẽ ở trong nhà. Dạ, entra. À, bác sĩ Tony bảo quay phim bác sĩ đây. Tao đi, sao vì vào mua nào? Tao bắt ta đi. Tổng Nhà Sơn về. Ok. Ok. Xin. Tony ta. Então, Tony, Sani, tá escrevendo onde? Sani, escreve onde? Tony, Maxi, vem aí, Sani, đang cười. Tony, vem aí, viết. Essa, Sani. Não, Tony, não sou não, ué. Tony, onde que acaba? De gasta agua pasando on dima kundi confirma zake madura o nao ya nama kundi pode ser amanhã vai madura entender né então acaba de que gasta agua passar la visita ya não sei então onde já. Não, vamos já. Essa, ra guarda đi. Nào, guarda đi. Dạ. Đây, Maxi đang bảo bác sĩ đi lên trên kia xem gà. À, Tông với Nhà Sơn bỏ bạt đây này rách bây giờ. Đi xem lên xem trứng gà đẻ được nhiều chưa. Mai gà đi nha, ta say nó ấy. À. Ra nó say mai. Dê thì đi ra ngoài ăn hết rồi. Dê dạo này các bạn ấy thả đi ra ngoài nhiều. Con dê. Ừ. Để sai Lisa. Đi lên xem trứng gà nha mọi người nha. Ra, bay ra. Đi đi Maxi à, Tony đi. Đỗ ở trên này của các bạn đã chín rồi đây này, mà chưa thu hoạch đây này.
chắc là phải giao nhiệm vụ cho mấy đứa trẻ con ở nhà thu hoạch đỗ thôi. Chín nhiều rồi, chín khô cây rồi. Đi lên trên này xem là gà nhà các bạn đẻ thêm được bao nhiêu quả rồi. Ái chà, Antonio làm cành gì cho nó đậu trên cao thế kia. Chắc là làm cành cao đậu để tránh kiến bò à. À, đi vào nào. Fatty, entra đi. Nào canh kia đi, entra. Mấy đứa trẻ con thích lắm. Thích vào lắm. Chỉ có anh Maxi là giữ hòm chìa khóa. Ra. Ra, phía xa đi. Ra. Phía xa ra, phía xa ra. Ok. Nào, mostra nào. Phía xa xinh. Ok, dạ. Tao bông dạ. Ok. Antonio gác thêm cái que này cho nó đậu này. Chắc là để tránh kiến đi mọi người ạ. Bởi vì là ra mùa này là mùa đang bắt đầu kiến. Nhớ vụ năm ngoái mọi người cũng vào tầm cái tháng này này. Nấu tay na đau vụ. Ra tay xin củ. Lan anh bay xuống nấu tay. Lan bay xuống tay. Lan bay xuống tay. Sete o seis. Em tao vào một cái tira ra tu đua kì ra. Mà mẹ tê kì u ma sổ ra. Hoặc là u ma sổ. Nào bú sợ ek mẹ tê sa. Mẹ tê là. Mẹ tê là frita. Nào hoặc là para kè o sô ca. Đấy, trứng gà này mọi người này. Quả này như có vẻ hỏng này. Mẹ tê là lúc bè gà pha bè gà. Còn nước này. Aki tanh o vù ta va kè pè đê. Dạ, mẹ tê đi, để sang là Umaso ra. Để sang Umanova. Ê, qua lì. Tê ô vô kê pê, tê ô nè tê tô đi. Bố đê xê, nào, nó tên pê đê. Ok, quả đá Aki Uma, dạ, để sang Uma. Đấy, thế là nay nhặt được 4 quả trứng xuống. Aki Nada. Aki Nada. Đây, gà nhà bạn ấy tất cả đây. Đấy, mọi người thấy không, gà nhốt vào là thu hoạch trứng thường xuyên. Còn nếu như mà để ở ngoài ấy, chả biết nó đẻ chỗ nào cơ. Dạ, vào mua say đi. Ừ, vamos comer hè. Ra, vamos sair đi. Onde? Doutora vem. Essa ovo vai comer, já? Não, essa ovo vai não dar, já? Essa vai comer, essa vai fritar, já? Ok, vai ferver, já? Cái quả này nó không, quả này chắc nó bị dính dễ hỏng rồi. Tudo frita. Nada. Fati bảo bác sĩ ơi, tất cả trứng rán nên ăn thôi. Ôi giời ơi. Nào, Sanifica nhá. Ừ. Tony pega đi. Sanifica. Sanifica đi. Sanifica. Ra phê xa đi, Maxi. Maxi phê xa đi. Mama papa vi kìa. Tao đang xa kè, Fati. Fati thấy bố mẹ về mừng. Nhảy. Mình bảo mang mấy cái thẻ để đựng trứng xuống cho các bạn đi. Đựng trứng mà mình cũng cứ quên mọi người. Ở trên nhà mình ăn nhiều trứng quá. Cho nên là những cái thẻ đựng trứng rất là nhiều. Để cho mang xuống cho các bạn đi giữ trứng nhưng mà cứ quên. Ừ. Tay ngu mô vù vai kề vai nâu ta bò à. Để xa kriyan xa cô mẹ á. Ừ. Tay ngu mô vù nâu ta bò à. Hoa la xin củ và mù tiết ra qua trù. Mai kề u ma nâu ta bò à. Là mẹ tê tu đu la y kề di ra xem gì ra. Dia, cada dia di ra ma vej. Quá gì để party. Con này nó bị nứt. Ra, vai frita nhá.
Đây là trứng gà. Trứng gà. Đây là trứng gà Antonio sẽ mang cất đi. Hôm trước là cất được 2 quả, quả này với quả này là cũ này. Quả này là mấy quả mới này. Nó SASA antigu, SASA antigu. Bạn đánh dấu, đánh dấu lại quả nào mới, quả nào cũ. Để mấy hôm nữa mà có con nào ấp thì sẽ cho nó ấp. Còn nếu như mà để hôm nào mà trứng mà để lâu quá mà không con nào ấp thì chắc là phải bỏ ra để thịt thôi. Ăn thôi chứ không giữ được lâu. Các bạn ấy vẫn thích ấp để cho cái số lượng gà nó được nhiều. Xong bắt đầu các bạn mới ăn trứng. Bây giờ vẫn còn tiết kiệm trứng lắm. Thế nhưng mà để ở trên kia thì nguy cơ nó mất và bị hỏng rất là nhiều. Cho nên là vẫn phải thu. Ở Việt Nam mình thế thôi. Trứng gà nó đẻ vẫn phải thu vào. Dạ, tá bông qua đa bình nhá. Antonio sẽ bỏ dưới gầm giường mọi người để dưới đấy cho nó mát. Quỳnh can ta kìa. À, can ta ba thương con à? Quỳnh vâng, ba thương con thì con dâm phân. Hoje vai em ser sabidão? Hoje. Vai em ser. Não vai ser sabidão, mas eu não chamo de sabidão, mas eu chamo de sabidão. Essa também não precisa mais muito, né? Porque aqui você dá massa. Vamos derrubar aquela banda que está ali. Até no, na bananeira. Vamos amassar. Nunca mais você já vamos fazer. Aquela ideia não está certo. Vamos ver se dá. Então hoje está massa assim. Acá amanhã vai não fazer, não puxar ainda, né? Então, pode aumentar e indireta lá onde vamos construir. Indireta lá primeiro. E capila. E de manhã muito cedo precisa passar lá confirmar do Macunde. Onde eu fomos lá não deixamos o Macunde maduro. Como? Onde eu passamos lá não deixamos o Macunde maduro. Essa madura bem rápido. Ela quando está madura, é 24 horas. Você conta do dia só. Sim. À tarde, quando vai vir lá, tem de novo. Conta do dia, já? É, de hora, já? Principal, quando você já tira lá. Essa não é que é do feijão do Angola. Essa que é Macunde, Vietnam. Já? Bem rápido. Boa tarde, boa tarde. Vai fazer água de selfie? Sim, vou fazer. Agora? Amanhã. Precisa mas amanhã não acabei de chegar já. Se é para aumentar mais. Sim. Não vai ser muito cansado, carrega em massa ou mais. Não vai amassar, vamos jogar amanhã. Hoje luta um incesto, mano. Esse irmão e o bidão. Todo mundo virou para mim e chama amanhã. É, mas a gente não voltou a faltar com o bidão. Faltar... Dois bidão. Não, não vai faltar assim. Vou te bater. Que dizer? Cái gì? Rồi bây giờ là Antonio với Maria về rồi. Các bạn ấy tiếp tục đi lấy nước để sinh hoạt. Mấy đứa trẻ con thì đang tiếp tục quét sân từ ngoài kia vào kìa. Ania thì đang đi rửa bát. Và bây giờ mình cũng sẽ đi về đây. Vô anh Bora ra phát tiêu chào chào nhá. Thôi là chào. Ok. Rồi mình sẽ đi về nhé. Đó. Vợ chồng bạn ấy sẽ đi sang sông suối tiếp tục này. Mùa này là mùa hết mưa hết đấy rồi này. Liên tục phải sang bên sông suối để lấy nước. Úi dồi ôi đây. Thằng ta kéo ra cái gì? Cái này, cái dao để cái này này. Nè ta hả?